Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu." Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Bạn có biết người môn đệ Chúa thương mến là ai không? Theo các nhà chú giải Kinh Thánh và theo các thánh giáo phụ, người môn đệ Chúa thương mến đó chính là ông Gioan Tông Đồ. Gioan là người trẻ nhất, hăng hái nhất và can đảm nhất, bởi vì ông là người duy nhất đã đi theo Chúa đến tận núi Sọ và được Chúa trao cho vinh dự lớn lao là thay mặt Chúa chăm sóc cho mẹ Maria. Bây giờ chúng ta trở lại câu hỏi: tại sao ông Gioan lại chờ ông Phêrô? Có phải vì ông sợ ma không? Vô lý. Bởi vì nếu ông sợ ma thì ông sẽ không chạy một mình đến mộ trước như vậy. Còn nữa, nếu ông sợ ma thì sức mấy mà ông lại đứng trước cửa mộ chỉ có một mình để cúi xuống và nhìn thấy những băng vải ở trong đó. Như vậy thì tại sao? Tôi nghĩ đó là vì ông tôn trọng quyền bính của ông Phêrô. Bạn cứ mở Tin Mừng của Thánh Matthew ra đọc thì sẽ thấy. Trước đó, ông Gioan đã nghe Chúa Giêsu trao quyền lãnh đạo cho ông Phêrô rằng: "Phêrô nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." Thái độ đứng chờ ông Phêrô tại cửa mộ làm cho tôi rất khâm phục ông Gioan. Bởi vì tôi thấy ông Gioan tôn trọng ông Phêrô không phải vì ông Phêrô thánh thiện tài giỏi hơn, đạo đức thánh thiện hơn, giàu có hơn, ăn nói lưu loát hoạt bát hơn mình. Nhưng ông Gioan tôn trọng và tùng phục chỉ vì ông Phêrô đã được Chúa gọi và chọn để cắt đặt ông làm thủ lãnh của giáo hội mà Ngài thiết lập. Mẫu gương tùng phục quyền bính của ông Gioan thật đáng để cho mỗi người chúng ta noi gương bắt chước. Vì có lắm khi bạn và tôi tùng phục ông bà cha mẹ, Đức Giáo Hoàng, Giám Mục, các vị bề trên, cha xứ, cha linh hướng, thầy trợ úy, sơ trợ tá, vân vân và vân vân, là bởi vì sợ, là bởi vì họ lớn tuổi hơn mình, họ có nhiều bằng cấp hơn mình, thông thạo nhiều ngoại ngữ hơn mình, có nhiều tiền và có uy tín nhiều hơn mình. Chứ không phải tôi tôn trọng và vâng phục các đấng vì họ là người được Thiên Chúa gọi và tuyển chọn để làm đại diện cho Ngài ở trần gian này. Qua mẫu gương kính trọng người đại diện của Chúa cắt đặt ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau. Xin Chúa ban cho bạn và cho tôi ơn khiêm nhường và can đảm để chúng mình biết noi gương bắt chước Thánh Gioan, luôn tuân phục và kính trọng những vị đại diện của Chúa ở trần gian này, cho dù các ngài có dở, có kém hơn chúng mình về bất cứ phương diện nào đi chăng nữa, thì bạn và tôi cũng hãy cố gắng tuân phục và kính trọng các ngài. Là con cháu, xin hãy kính trọng và tuân phục ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì khi các ngài giáo dục, bảo ban, dạy dỗ và khuyên răn bạn.
chẳng hạn như hết sinh năng đi tham dự thánh lễ, đi xưng tội thường xuyên hơn, không được ăn ở với nhau trước khi cử hành nghi thức hôn phối trong nhà thờ, không đi chơi khuya, không cờ bạc rượu chè. Khi nghe như vậy thì đừng có lớn tiếng cãi lại hay lý sự cùn. Là những tín hữu, xin bạn hãy kính trọng và tùng phục quyền bính của những vị lãnh đạo tinh thần trong giáo hội, đó là Đức Giáo Hoàng, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế. Khi các ngài nhân danh Chúa giảng dạy, khuyên răn và hướng dẫn bạn về mặt đức tin, tín lý và luân lý. Ví dụ như không được ủng hộ những đạo luật phá thai, hôn nhân đồng tính, trợ tử, tử hình, không được coi phim ảnh bậy bạ, không được trồng marijuana, vân vân và vân vân. Xin hãy nhớ các ngài đang thi hành bổn phận mà Chúa giao phó cho các ngài đấy. Là linh mục, là tu sĩ, bạn và tôi hãy cố gắng kính trọng và tuân phục các giám mục và các đấng bề trên. Khi các ngài dùng quyền bính để khuyên nhủ, răn đe, dạy dỗ hay thuyên chuyển chúng mình, xin đừng chống báng, cũng đừng nghĩ rằng mình bị ghét bỏ hay bị các ngài ruồng rẫy. Chúa Giêsu đã khẳng định với các môn đệ khi xưa cũng như hôm nay rằng ai nghe anh em là nghe Thầy, ai từ chối anh em là từ chối Thầy, nhưng ai từ chối Thầy là từ chối đấng đã sai Thầy. Xin hãy nhớ khi kính trọng và tuân phục những vị đại diện của Chúa nơi trần gian này, thì lúc đó chúng mình đang kính trọng và tuân phục chính Thiên Chúa. Mà kính trọng và tuân phục Thiên Chúa thì bạn và tôi sẽ nhận được nhiều ân phúc của Chúa ban cả đời này lẫn đời sau nữa, chứ không thiệt hại hay mất mát gì đâu. Xin hãy ráng lên bạn nhé. Cầu chúc bạn và gia đình một mùa phục sinh vui tươi, khỏe mạnh, và xin sự bình an của Chúa Kitô phục sinh luôn cư ngụ dồi dào trong bạn và những người thân yêu của bạn.